Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bóp kẹp điện thoại để gắn trên xe máy để làm bản đồ dẫn đường hoặc là camera hành trình. Thì trên thị trường có bán sẵn những cái thiết bị như thế này đã dùng để kẹp điện thoại vân vân, nhưng mà những cái này mua rất là mắc tiền và rất là yếu và có thể bị gãy hoặc là bị giật điện thoại vân vân. Thì tôi có làm những cái mẫu như thế này đây, các bạn nhìn thấy đấy. Đây. 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 Đó. Là bằng gỗ đó, và bằng thậm chí là bằng nhôm đây đó. Tức là mình làm rất là chắc chắn đó, mình đút điện thoại vào đây, cái điện thoại đó. Đó, đây là cái điện thoại mình mua cái ốp lưng silicone như thế này. Đó, mình chồng vào cho nó êm, nó khỏi chảy máy. Đó, sau đó mình bỏ vào cái hộp nhôm này. Đó. Đó, và sau lưng đây là mình sẽ làm những ốc kẹp như này. Đó, để mà mình gắn lên cái ghi đông xe máy của mình. Để mình làm camera trình hay là làm bản đồ dẫn đường. Đó, thì với cái bóp nhôm như này. Đó, khóa bát kẹp lại. Rất là chắc chắn. Đó, có cả dây cáp để bảo vệ. Thì nếu như có điều kiện thì các bạn làm cái bằng nhôm như thế này. Còn nếu như các bạn có 2-3 cái điện thoại nhiều quá thì hoặc là mỗi lần đổi điện thoại thì tôi có làm những cái bằng gỗ. Làm cái bằng gỗ rất là nhanh và dễ làm. Đây là mình sẽ có những cái cụm gù như này. Đó, để mình lắp vào đây. Đó, để mình làm bản đồ dẫn đường. Đó. Đó, thì đầu tiên là mình thiết kế những bản vẽ như này. Đó, với những thông số. Đó, rồi có ghi như đây là phù hợp cho cái con S7S của Samsung. Đó, mình sử dụng ván Oka đây. Đó, dày 3 mm. Đó, ván như này. Đó, và mình sẽ cắt theo cái kích thước ở đây. Thì nếu như các bạn mới tập cắt thì tôi đề nghị khuyến nghị các bạn là nên sử dụng những cái cưa như này để cắt, nó an toàn. Đó. Còn nếu như bạn có điều kiện thì nên sử dụng một cái máy cưa như này, một cái máy cưa để cắt những tấm ván này. Thì trong trường hợp này tôi khuyến cáo các bạn tuyệt đối không nên sử dụng máy cưa này, nếu như bạn chưa được huấn luyện, chưa được tập làm qua, vì nó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, đứt ngón tay, đứt nguyên cả cánh tay hoặc là gãy lưỡi cưa văng vào mặt mình. Cho nên với các bạn trẻ đó thì tôi đề nghị các bạn tuyệt đối không nên sử dụng đó. Nếu các bạn không biết cắt thì có thể đem ra ngoài thuê nhờ thợ mộc người ta cắt cho mình, chứ mình không nên làm. Các bạn lưu ý nhé. Đó, các bạn chưa biết làm thì nên sử dụng đôi cái cưa như thế này hoặc mua cái lưỡi cưa gỗ về cắt. Vâng, nếu các bạn biết những phần mềm đồ họa, ví dụ như là Corello, thì các bạn có thể sử dụng phần mềm này để phác thảo, vẽ những cái trên máy vi tính cho nó nhanh và chính xác. Sau đó mình in ra tờ giấy A4 đó, và vẽ nó lại ở trên cái tấm ván Ocan và dùng cưa đó, để cắt ra những cái mẫu nhỏ như này theo kích thước mà mình đã vẽ. Vâng, một tấm ván mỏng. Đây là những cái mảnh ghép mà mình dùng để dán chúng lại với nhau. Vâng, trước khi mình vẽ thì mình nên dùng thước để đo cái kích thước của cái điện thoại mình sao cho thật chính xác. Nếu mà nó rộng quá thì nó sẽ bị sụp sịch, mà nó chật quá thì mình lại nhét không vừa. Đó, cho nên mình cũng cần một con số nó
chính xác. Vâng, độ dày, dài rộng. Đó, độ dày. Sau đó mình sẽ tỉ mỉ dán chúng lại bằng keo 502. Vâng, keo này dán rất là nhanh và rất là chắc các bạn. Đó. Dán hai bên trong ngoài. Đó, thì khi dán các bạn cẩn thận đừng để keo dính vào tay hay là văng vào mắt, rất là nguy hiểm. Vâng. Keo này nó cũng có nhiệm vụ là làm cho cái ván của mình nó cứng thêm lên và nó không bị bở. Sau khi dán xong, mình có thể dùng dí nhám để mà mình chà các cạnh để cho cái sản phẩm của mình nó mịn màng, nó mượt. Chà, dùng nhám dí thô dán trước, sau đó dùng dí nhám mịn hơn, mình chà láng, nó sẽ đẹp hơn. Đây là cái miếng chặn điện thoại. Sau khi mình cho điện thoại vào hộp thì mình sẽ dùng miếng này chặn lại và xỏ ốc qua để bắt. Đó. Là bằng gỗ thì nó có cái khuyết điểm là nước nó sẽ bị hư. Đó. Nhưng mà đây mình làm cho nó nhanh thôi. Làm một cái hộp bóc như vậy thì thường mất khoảng, như tôi làm mất khoảng độ một buổi tối xong. Đó, mình khoan những cái lỗ để bắt ốc và cái lỗ của camera cũng giống như là những cái lỗ của sạc. Cái cục gồ để điều chỉnh 360 độ này là mình mua trên Lazada với giá khoảng 100.000. Đó là thiết bị của máy ảnh, của chân máy ảnh, nó rất là nhỏ gọn. Để sau này mình gắn lên xe máy mình có thể điều chỉnh những góc nghiêng cho nó phù hợp với tầm nhìn của mình. Vâng, rất là chắc chắn và đẹp. Cục gồ này sau này mình sẽ bắt lên ghi đông xe máy hoặc là chỗ nào nó phù hợp. Rất là đẹp. Làm thế này với chi phí thì thật sự là không bao nhiêu tiền cả. Đó, một tấm ván và cưa cắt công của mình là nhiều thôi. Rồi bây giờ là công đoạn cuối cùng, tức là ta sẽ sơn. Và đây tôi lựa sơn ATM mã số 212 là đen nháp. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ chờ 3-4 tiếng khô, ta sẽ lắp vào thôi. Đây là cái miếng chặn, bát khóa chặn điện thoại. Vâng, đây là một cái đầu bi xoay 360 độ của một cái chân máy ảnh mini. Vâng, tôi đã tháo ra từ một cái chân máy ảnh mini một xíu. Đó, nó có khả năng xoay lật 90 độ và quay vòng tròn 360 độ. Rất là tiện lợi. Vâng, và bây giờ tôi sẽ lắp thử cái bóc chứa cái đựng cái điện thoại này vào xem sao. Vâng. Mình chồng cái lỗ vào để cái bát kẹp lại và mình sẽ siết ốc cho cứng vào. Vâng. Được. Đó. Như vậy là các bạn đã nhìn thấy cái tổng quan. Vâng. Hình dáng của nó sau khi đã kẹp vào xe là như vậy. Đối với một cái xe có tay lái càng như xe này thì việc lắp nó tương đối là dễ dàng. Gắn một cái đầu bi của cái chân máy ảnh mini vào cái tay lái và từ đó mình bắt cái bóc kẹp điện thoại này vào. Rất là tiện lợi. Đó, mình có thể điều chỉnh cái khớp xoay để nâng lên hạ xuống, độ nghiêng nhiều hay ít để cho phù hợp với lại cái tầm nhìn của mình. Rất là thoải mái, rất là gọn, không hề vướng víu tại vì nó nằm ở ngay cái khu vực trung tâm và cũng không có che cái tầm nhìn. Đây, ví dụ như mình sẽ dùng phần mềm bản đồ Google Maps để mà dẫn đường cho những cái chuyến hành trình của mình. Vâng, với cái bóc này thì nó sẽ an toàn hơn nhiều so với lại
những cái bóc mà mình, những cái kẹp mà mình mua trên thị trường bằng nhựa rất có khả năng bị gãy và bị giật trên đường đi. Còn đây là mình làm bằng gỗ hoặc bằng nhôm nên rất là chắc chắn. Vâng, nếu các bạn cảm thấy hay, thú vị thì hãy bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để có thể nhận được những thông báo về những video clip mới trong thời gian tới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.